Rồi mời em gái. Rồi ngồi xuống đi cưng. Mở mặt nạ đi hai bạn ơi. Rồi đẹp gái, đẹp trai luôn. Rồi bây giờ chúng ta đã ngồi vào vị trí rồi ha. Hãy chia sẻ những thông tin cá nhân của mình. Mời em trai trước. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Chào bạn gái bên kia. Chào như anh chị có mặt trong trường quay. To rõ là tôi phải rồi đó. Em đến từ Tiền Giang, tên của em là Thái Hoàng Thắng. Wow, trời ơi, răng cắn muốt đều dễ sợ, đẹp ghê luôn. Rồi, năm nay nhiêu tuổi cưng? Dạ, năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang kinh doanh bên ngành xây dựng, nước sơn, nước, gạch men, trang trí nội thất. Ở đâu? Dạ, ở Mỹ Tho, Tiền Giang chị. Là ở sống với Mỹ Tho, Tiền Giang luôn? Dạ. Hôm nay lên đây ghi hình thôi? Dạ. Wow, hôm nay đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với chị hai, với hai bạn đồng nghiệp, với một chị bà con. Wow, cả nhà đi lên trên đây luôn ha, ủng hộ ghi hình ha. Dạ. Dễ thương quá. Rồi, em gái sao nè? Chào chị Tường, chào anh kế bên. Em tên là Vương Cẩm Giang. Năm nay em 28 tuổi. Em hiện là công tác ở công ty Vuon Logistics Việt Nam. Là làm dễ gì vậy em? Em làm nhân viên kế toán. À, rồi. Dạ. Em đang sống ở Bình Dương. Bình Dương? Dạ. Làm việc ở Bình Dương luôn? Dạ. Không, quê em ở An Giang, nhưng mà em sống ở Bình Dương. Còn người Bình Dương và người sống Tiền Giang mà, phải không? Dạ. Tiền Giang là lên thành phố khoảng 70 cây đúng không? Rồi 70 cây xuống Bình Dương thêm nhiêu cây nữa? Từ đây Bình Dương nhiêu cây? 20? 30? 30 nữa là 100 cây trọ, 100 cây chẳng. 100 cây đi mấy tiếng? 100 cây đi khoảng 2 tiếng. 2 tiếng, bao lâu hẹn hò được với nhau một lần? Có ngại yêu xa không? Nếu mà yêu thì chắc đến được chị. Một tuần gặp một lần. Tuần gặp một lần. Ủa rồi đi làm là đi làm, giờ giấc sao? Dạ em làm thì thời gian cũng thoải mái à. Thoải mái. Làm giờ hành chính hay là gì? Dạ em cũng làm giờ hành chính. Vậy là thứ bảy chủ nhật nghỉ? Thứ bảy nhật không nghỉ, làm. Vậy rồi đi lên thành phố chơi đi ngày nào? Sắp xếp nghỉ chị. Là làm ở nhà không có thời gian nghỉ. À làm cho ở nhà không có thời gian nghỉ. Dạ. À cụ thể là làm sao? Em bán gạch men, đồ trang trí nội thất. Dạ. Ở nhà mình kinh doanh tự bán ở nhà, thích đi thôi đúng không? Dạ. Ở nhà có người phụ không hay là đi đóng cửa? Dạ có người phụ. Rồi cũng được, đang ở nhà chung với ai? Ở nhà với mẹ. Ở nhà với có mẹ. Hai mẹ con. Ở Tiền Giang có nhà cửa gì chưa? Dạ ở nhà Tiền Giang có nhà riêng. Có nhà riêng, dạ. Nhà của mẹ hay nhà của em? Nhà của em. Sao tự nhiên không ở Kiên Giang mà lên Tiền Giang? Tại cuộc sống mà như hồi đó giờ nhỏ lớn em đi làm á. Rồi không có ở dưới quê không có làm được những công việc nó mình làm. Mình lên đây lập nghiệp làm, bây giờ làm ở Tiền Giang thì ở Tiền Giang. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng vui tính. Thích giao lưu ở bên ngoài nhiều hơn. Điểm yếu của em là nóng tính, nhưng mù đường. Em đi đâu, là em lên đây thì em đi lên Sài Gòn thì em phải Google search bản đồ em mới biết được là nơi đó đi cần đến. Với lại em không có nấu ăn. Ở nhà chỉ gia đình là mẹ em nấu, em chỉ phụ bật giặt thôi. Ủa vậy rồi ở một mình ở dưới Bình Dương rồi ăn đâu? Công ty mới đầu thì công ty có người giúp việc đó. Thuê ăn 2 buổi. Ăn cùng sếp luôn. À. Dạ. Rồi sau này em thứ bảy chủ nhật thì em sẽ mua cái gì đó về nấu không thôi là qua đo thôi. Chỉ thì cũng nấu biết nấu đó, cũng biết nấu kìa. Nấu nhưng mà ăn không có được, em chỉ tự em ăn thôi. Em nấu em ăn mà em còn thấy không được nữa hả? Trời cũng khó à nha. Biết nấu ăn gì không cưng? Dạ cũng biết. Chà. Nhưng mà tại vì thời gian dài thì ít có nấu thôi, chứ hồi trước thì cũng có nấu được. Vậy hả? Thỉnh thoảng ở nhà thì cũng tự nấu ăn mình. À hả? Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em thì vui vẻ hòa đồng, thích giao lưu với những người lạ và thích kinh doanh. Dạ. Em thì không hút thuốc, rượu thì không uống, bia thì đám tiệc lâu lâu thì em có uống, nhưng mà ít khi nào nhậu say lắm. Đó, nhìn hầm răng ông này là biết không có hút thuốc rồi. Chứ thường mấy quý ông mà dưới quê nữa mà hút thuốc là răng nó răng khè ha. Rồi vậy cũng được. Ê, nhưng mà dưới quê ai cũng miền Tây hết đúng không? Chắc chắn phải biết hát giọng cổ, làm câu giọng cổ nghe chơi cho nó vui nè. Đúng không? Ai cũng miền Tây mà. Vô đi em. Dùng quá. Hít hơi, lấy hơi. Rồi, vô. Hồng giờ này nơi đâu có thấu cho anh, có hiểu cho lòng bao ngày chờ mong. Nhớ Hồng, Hồng ơi, Hồng ơi,
bao tháng ngày anh ước nguyện khi Thái Bình chung lối về, mãi mãi trong tim mối tình hồng nồng say sưa ấm cho anh trong những ngày gian quy, đến khi thăng trần anh về thăm em. Con Hồng là con nào vậy? Hồng trong bài ca vậy, tại em ca ơi. Rồi ta phải hỏi tên bạn gái tên gì người ta thế tên vô. Hồng là nhỏ nào? Hên hên cho em bữa nay bạn gái mặc áo màu hồng hồng nha. Coi như Hồng là kêu tên bên đây đi, cũng trùng hợp. Sao em nghe giọng cải lương của anh thấy sao? Hay, cũng hát hay, ấm. Tới phiên em trả lại một bài, một đoạn. Em ca bài Anh Muốn Em Sống Sao. Ờ đó, Hồng kêu tên nhỏ nào Anh Muốn Em Sống Sao. Mời em. Từ sâu trong đôi mắt này anh hưởng không như bao người, phải thương nơi xuống đây để anh vội đến và rồi vội đi, phải chỉ em hầu hiu giờ anh đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, vì em không muốn anh phải sống sao. Đó, anh muốn em phải sống sao. Mai mốt hát đổi tên nha, nha, đừng Hồng nữa nha. Bạn gái tên gì nhớ không? Rồi, nhan hầm răng luôn. Em giới thiệu tên lớn lên cho anh nghe lại cho em. Em tên là Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Vương Cẩm Giang. Bây giờ hát lại câu đầu, thế tên Vương vô bài hát coi nó vô không nè. Cẩm Giang ơi, cho dù mặt đất này sụp đổ tan quang. Có cố gắng, có cố gắng. Thôi được rồi, vậy là vui rồi, có cố gắng rồi. Ok, bây giờ nói về chuyện tình yêu nè. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em hả? Là không có mối tình nào, chỉ có là yêu đơn phương thôi. Trời đất ơi. Có bạn người bạn thích em nhưng mà em không có thích người đó. Giống như theo tình chạy tình là chạy tình ha. Mà xưa giờ mấy chục năm không chưa có một mối tình nào mà hai người yêu nhau hết trơn hả? Chỉ dài tìm hiểu cũng khoảng 2-3 tháng thôi là em thấy cảm thấy không được là em tự rút lui. Vậy là chưa có mối tình nào sâu đậm hết? Dạ đúng rồi. Chưa thề non hẹn biển gì với ai hết? Em cũng đang còn một cái vấn đề là với cái anh đó cách nhỏ hơn em 1 tuổi. Đang cũng là đi biển, đang đi biển ở Đài Loan nhưng mà có nhiều khi nhắn tin qua lại thôi, chỉ là nhắn tin trên tình yêu trên mạng thôi, nhưng mà thật chất là không có tiếp xúc một lần. Nhưng mà em thấy không ổn, nhưng mà bạn đó cũng vẫn thương em, nhưng mà nhắn tin cũng giống như hỏi thăm bình thường thôi. Bây giờ còn nhắn không? Có, từ khi nào mà ảnh về Việt Nam thì ảnh mới nhắn thôi. Bây giờ còn vẫn còn liên lạc, sao lên đây làm chi? Không phải là chỉ là anh đó chỉ cảm thấy em thôi, nhưng mà em cũng đâu có ràng buộc gì anh ấy cũng đâu ràng buộc gì em đâu. Nhưng có bạn trai vô thôi, tập trung chuyên môn nha. Dạ. Có bạn trai thôi, cắt bỏ mấy cái vụ đi sống đi biển đó đi nha. Dạ. Không có cái chàng trai nào mà đi ra biển mất sống đâu nha em. Tại ảnh muốn mất chứ không có cái sống nào mất hết nha. Tỉnh táo lên. Chị bị gạt hoài hả, chị biết. Còn em? Em thì trải qua 2 mối tình thật sự. Thì hồi trước cũng có quen, hồi năm 2009, 2010 thì cũng có quen một mối tình cũng được 2 năm đó. Do em đi làm xa, em nước ngoài em làm thì ở đây người ta có chồng. Trời. Dạ, thì em về thì em có quen một người thì... Ủa em có đi nước ngoài nữa hả? Dạ. Đi nước nào? Dạ em đi 2-3 nước lận. Trời ơi, đi... Nhật, Nghe, Hàn Quốc. Đi làm gì đi dữ vậy? Dạ em đi làm. Làm gì? Hồi đó còn ở Sài Gòn thì bạn bè rủ đi vậy. Kiểu đi hợp tác lao động á hả? Cũng không phải hợp tác, tự đi á, dạng như công ty người ta mở ở đây á, cái người giám đốc ở Việt Nam á. Ừ. Cái người ta hỏi mình đi làm thì người ta đưa mình đi vậy đó. Rồi có biết nói tiếng nước ngoài không? Hồi đó thì biết nói ít đỉnh à, nhưng mà giờ về đây rồi không có tiếp xúc nói không được. Mà hồi đó đi nói tiếng gì? Hồi đó nói... đi nước nào nói tiếng nước đó? Tiếng Nga nhưng mà nói vài tiếng à. Tiếng Nga? Giờ nhớ chữ nào tiếng Nga không? Nhớ cái chú Galasua gì á, rồi Đa gì đó. Đa đồng ý, còn Xua là không cho thì thôi xin bảo vệ đi ra cổng. Nó hô Đa thì đi, mà nó hô Xua là đi vô. Đa kiểu như đó thôi. Hồi em có bấm nút không? Đa là bấm mà Xua là không bấm nha cưng. Nhớ nha, tiếng Nga đó.
Rồi mối tình ở đây, rồi về lại à, về đây thì quen lại được khoảng 6 tháng. Quen lại người đó nữa? Không, quen người khác vậy. À, quen người khác. Đó có chồng mất, mất liên lạc luôn. Tại hồi đó không có Zalo, Facebook gì hết. Rồi, dạ. Quen được 6 tháng, sao chia tay? Tại thấy không hợp rồi thôi, không quen nữa. Không hợp là không hợp chỗ nào? Thấy hai người cũng tìm hiểu gì đó mà thấy... Tìm hoài mà không hiểu. Dạ. Mà tới 6 tháng là cũng dài á. Dạ. Chị mà không hiểu 1 tháng, 2 tháng là lên đường rồi đâu, mà tới 6 tháng mới không hiểu. Có sâu nặng chưa? Có sâu đậm gì chưa? Cũng chưa chị. Cũng chưa. Dạ. Chưa mà ăn được gì hết trơn trời. Phải không? Trời ơi, hai người đáng thương quá, gì đâu mà tuổi trẻ thanh xuân trôi qua có một mình vậy. Rồi bây giờ muốn kiếm người bạn gái hay sao nè? Kiếm người bạn gái thì biết chăm lo gia đình, chung thủy. Dạ. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Ngoại hình? Ngoại hình thì cao thì không quan trọng lắm, một mét mấy cũng được, không quan trọng. Ừ. Mà đừng có mập quá được rồi. Rồi, chuẩn rồi đó. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cao trên em 1m65. Em 66. 66, trời ơi, dư được một phân. Dư ít đỉnh à, tiếp. Em cũng không quan trọng về ngoại hình, nhưng mà vấn đề là người đó biết lo, chăm lo cho em, biết chung thủy, chia sẻ. Nếu mà sau này có tiến tới thì hai người phải giống như là chia sẻ những công việc với nhau, chứ không phải là bắt mình nên em làm hết. Mình nên em sao được, em có biết nấu ăn đâu, phải phụ em chứ. Gọi gì nữa? Giống như là nếu mà sau này hai người quen nhau thì nếu mà một tuần anh ló lên một lần thì thấy tình cảm thấy xa quá. Xa gì còn đỡ hơn cái ông đi biển. Ở đây dù sao người ta cũng người thật việc thật. Ở đây một tuần ta lên ta thăm em lần mà em còn la xa. Vì mà em quen với thằng nhỏ đi biển. Ta làm chủ, bất cứ lúc nào em cần có gì quan trọng em gọi người ta hai tiếng nói thì thích thì tới. Một tuần thôi, nhiều khi đến thích rồi thì có khi một tuần đến hai ba lần cấp đó không cho lên nữa luôn á. Trời, cái sóng người ta không bao giờ mất, còn cái kia là mất sóng hoài. Ở đây em không gặp nhiều là do công việc, ai làm ăn mà em gọi bất lúc nào cũng có sóng nè, gọi FaceTime, gọi cái gì cũng được hết trơn, gọi thấy mặt nhau mỗi ngày công việc, đúng không? Rồi mình rút ngắn thời gian yêu nhau đi, thật ra đi là không phải là mệt mỏi gì, nhiều khi sức khỏe đường xa rồi nó xe cộ nguy hiểm, em thương bạn trai em cũng đâu muốn hành xác nó đâu. Ví dụ như thời gian đầu từng gặp hai ba lần, rồi từ từ gặp lần, rồi mình thay vì mình quen nhau một năm thì bây giờ mình ráng tìm hiểu cho kỹ đi, một lần lên ở lại lâu lâu á, tạo điều kiện cho người ta qua nhà ở, rồi người ta tìm hiểu cho nó lẹ, 3 tháng 6 tháng cưới xong rồi được khỏe ở chung một nhà. Dạ. Nó vẫn thực tế hơn cái bạn đi biển. Bình tĩnh lại đi, đúng không em? Dạ. Giờ em có ngại làm dâu không? Em không. Rồi, ví dụ ok, quen nhau 6 tháng rồi rước về ở chung với mẹ luôn, hai chồng kinh doanh buôn bán, phát triển chỗ buôn bán nó ra. Còn em không thích thì em vẫn đi tới đó rồi vẫn xin đi làm công ty, về nhà hai chồng chăm sóc nhau, hợp lý không? Dạ. Có nhà riêng rồi đâu có lo gì nữa. Con gái người ta nói là cây khôn biết chọn cành mà đậu, chị thấy cành này được rồi đó, đúng không? Dạ. Đâu đưa cái hình em coi coi. Chọn đi, đó có mấy cô chậm đó, chọn một cô. Chị mượn tấm kia luôn đi. Trời ơi, đòi hỏi nữa, trời cái hình này ổng là ai vậy trời. Chọn đi, hình này chụp mấy năm rồi cưng? Dạ 2008 á chị. Cái gì ông đưa hình 12 năm em trước? Em gấp quá em không có chụp được, hôm em lưu về máy rồi nhưng mà em không gửi kịp. Rồi cái hình này 12 năm trước? Dạ. Khúc này đang ở nước nào? Khúc đó ở Sài Gòn. Trời đất cô. Hình 12 năm trước em à? Thôi rồi thôi em cứ chọn theo cái cảm xúc của em đi. Em thích thằng nhỏ nào trong mấy thằng nhỏ đó? Vừa phải thôi nha ông. Tấm hình này chắc cũng lâu lắm chị ơi. Hình em chụp hồi năm nào vậy em? Em hả? Năm 2019 em làm với công ty. Ừ, 2019 mới năm ngoái à. 2008. Đâu? Cổ đâu? Một trong hai người này. Chọn một không lại đòi hai. Này chị. Ai? Chốt hạ, cầm tấm hình đó đi, đợi mở cửa ra tụi coi. Được chưa, được chưa? Anh nào? Áo vàng. Tại sao em chọn anh áo vàng? Em thấy ốm. Ốm? Sao nữa? Với lại nghe nói nãy cao 1m66. Mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của mình, mình chọn người có đúng hay không nha. Chọn đúng là tôi gả luôn. 1 2 3.
Chào em. Chúc mừng hai bạn. Anh có món quà tặng em. À, em cảm ơn. Rồi, anh tặng cho em món quà. Quà nữa cưng, trời, lịch sự người ta đi nước ngoài vậy, có khác, có quà, có quà nữa, quà gì vậy cưng? Dạ, nước quà. Nước quà. Sao giờ nhìn lại hình mình chọn đúng không em? Em cũng. Trời ơi, ông nhìn hình rồi mà cũng em cũng không biết nữa hả? Dễ sợ thiệt. Nó đó, chọn đúng hay rồi là đó. Đúng rồi. Chọn đúng rồi đó. Mà thấy từ 2008 đến nay đó rồi có khác nhau gì nhiều không? Trong hình đẹp hơn hay ngoài được hơn? Cũng vẫn. Nhưng mà cao hơn, lớn hơn. Trời ơi, đâu có cao hơn đâu, chiều cao cũng nhiều đó thôi chứ. Đây còn em chọn đúng chưa? Chọn sai à? Đâu, hỏi cổ coi. Cổ đâu, cổ là ai đâu? Đây. À, khi mà cánh cửa trái tim này vừa mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ, thấy vui. Vui. Dạ. Còn em? Em thấy anh cũng hiền. Sao mặt căng quá vậy cưng? Cười tươi lên cưng. À, cũng vui vẻ. Cũng hoạt bát. Nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn. Này nãy giờ cũng khen không à, đó là những dấu hiệu tốt rồi. Bây giờ Dị Tường sẽ cho hai bạn một khoảng thời gian riêng tư để mình vừa ăn uống với nhau, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút rồi chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Vị Ngon. Món ăn là có tên gọi là ít ôm cà đắng. Trời ơi hấp dẫn nha. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự nha. Chị Tường đi ít phút rồi quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng hiền vui vẻ. Em mời anh. Em lên đây làm lâu chưa? Em lên năm 2019. 2019, gì cũng mới đây. Em ở An Giang ở chỗ nào? Em ở Thoại Sơn. Bao lâu thì em về dưới đó một lần? Chừng nào mà có dịp lễ em mới được về. Không thôi là chỉ có gia đình có công chuyện mới về thôi. Em là con thứ mấy gia đình? Em là con út. Út. Anh cũng út luôn. Anh thấy món ăn như thế nào? Này thì hồi trước giờ anh chưa ăn lần nào. Em thấy cũng miền Bắc cũng nấu cái vị cũng hơi đậm một tí. Còn miền Nam thì nấu ngọt hơn. Em thấy là ngọt hơn mặn? Tùy theo khẩu vị thôi. Anh quan niệm như thế nào là về tình yêu? Niệm về tình yêu thì chung thủy, thật lòng. Nói được là phải làm được nha. Được chứ không được. Nếu mà anh quen em vậy từ khi nào? Nếu anh xác định là mấy năm kết hôn? Anh thì nếu mà xác định quen, nếu mà thích hợp nhau á thì anh mong càng sớm càng tốt. Anh cũng lớn rồi, anh cũng cần có gia đình để phụ làm ở nhà vậy đó. Chứ nhà anh thì giờ không còn ai hết. Còn mẹ lớn tuổi thì cũng không phụ anh được gì. Là anh nói là khoảng mấy tháng, 6 tháng hay 1 năm hay là 2 năm? Càng sớm càng tốt à, không quan trọng là mấy tháng, quan trọng là thích nhau thì tiến tới. Em thì sao? Em hả? Nếu mà em quen thì năm nay 28 rồi. Thì em muốn là 30 thì chuẩn hơn. Trong đêm đó thì hai người phải tìm hiểu nhau khoảng 2 năm là được rồi. Trời ơi, tìm hiểu gì 2 năm dữ vậy trời ơi, trời ơi, chết rồi. Thằng nhỏ muốn lấy vợ liền. Ở cách nhau xa xôi mà tìm hiểu 2 năm đi lên đi xuống chắc chết, nhỏ quá. Tìm hiểu gì 2 năm dữ vậy cưng? Em sợ là hai người chưa có hiểu nhau lắm. Trời ơi, bây giờ mà có tìm mà chịu hiểu có 3 tháng, 6 tháng cũng hiểu nữa. Mà 2 năm mà muốn gạt nhau rồi cũng không bao giờ hiểu được em ơi. Ăn thua em tìm cái tính cách người hiểu là tính cách chân thành hay là không. Rồi ha, em về nhà, về quê người ta em kiểm tra, em quan sát, em gặp mẹ người ta. Rồi coi cuộc sống làm ăn của người ta sao. Đầu tư nếu tập trung vô mà chịu đầu tư 6 tháng 1 năm là nhiều rồi. Cảm thấy được là tiến tới, không được thôi tìm chi cho nhiều. Trời ơi, có nhiều người quen gì 6-7 năm trời rồi cũng chia tay, chi mất thời gian vậy. Ăn thua cảm xúc của em thôi, ăn thua tình yêu của bạn. Hai bạn có đồng cảm xúc với nhau không? Yêu nhau rồi tự động là cái thời gian nó không quan trọng. Quan trọng là lúc nào ta cảm thấy cần nhau, không thể sống xa nhau nữa, chúng ta sẽ về chung một nhà. Đồng ý không? Yeah. Đó.
Bây giờ thì chị Tường mời hôm nay là bạn Nam đi là có chị Hai đi theo phải không em? Dạ. Mời chị Hai vào đây ạ, cho xin một vài ý kiến của chị Hai ạ. Chào chị Hai đi em. Rồi. Hồi nãy giờ chị Hai lắng nghe câu chuyện rồi, chị Hai cảm thấy cặp đôi này sao chị? Ăn thua em, nó chịu thì chị cũng, em cũng chịu. Chị Hai là chị Hai ruột á hả? Có hai chị em thôi đó hả? Nhưng mà chị hôm nay chị nhìn thấy hay là em của chị nè, có những cái ưu điểm hay còn những khuyết điểm gì mà nãy giờ em chưa kể ra không chị? Nó thì siêng năng hoạt bát, chứ tánh tình nó cũng vui vẻ chứ không có gì khắt khe hết. Ừ. Có tật xấu gì không chị? Tật xấu thì cũng có, như là la quá thì bực bội chứ không có gì quá đáng. À, ở nhà mẹ là có dặn dò dạy dỗ là có dặn là kiếm con dâu như thế nào không chị? Có đặt ra tiêu chuẩn như mẹ ba cũng có nói, như nó thương đâu thì mẹ chịu đó. Dạ. Chứ không có kén chọn. Dạ. Rồi hôm nay chị nhìn thấy cô gái này chị có nhận xét gì không ạ? Thấy cô gái này cũng được mà ăn thua cổ chịu hay là không thôi chứ em. Thương quá. Vậy là cổ chịu hay không thôi chứ em chị là chịu rồi đó em hả? Em thì thương thì nó thương thì em cũng chịu. Dạ. Ăn thua hai đứa nếu tìm hiểu chịu thì tiến tới. Rồi cảm ơn chị nha, cho em gửi lời hỏi thăm bác gái ở nhà luôn nha. Rồi mình chúng ta cùng theo dõi tiếp tục câu chuyện tình yêu ngày hôm nay, cô có kết, cô có hậu không nha chị. Dạ. Rồi chúc chị sức khỏe nha, cảm ơn chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi của chương trình ha, mọi người bóc một lá bài ạ. Rồi em đọc lớn lên chị nghe coi. Buổi hẹn hò đầu tiên, bạn muốn đi chơi ở đâu nhất? Hỏi bạn gái đi, ưu tiên bạn gái. Mình hỏi bạn gái coi. Em muốn đi chơi ở đâu? Em hả? Xem phim hay là vô quán cà phê cũng được. Được không? Được. Nếu như hôm nay bấm nút hẹn hò thì em muốn buổi hẹn hò đầu tiên là khi nào? Nếu mà anh còn về, nếu mà anh về thì hôm khác cũng được. Nếu mà bữa nay, nếu mà hai người có bấm thì hẹn đầu tiên bữa nay. Ừ, đúng không? Chúng ta còn nguyên một buổi chiều, đúng không? Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Một công đôi ba việc, cô gái đang tạo điều kiện cho em đó, thuận lợi cho mình đó. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào ba điểm bất kỳ trên cơ thể. Đứng lên bước qua liền, cơ hội đánh nhanh rút gọn luôn. Qua thuyết phục bạn gái hôn được ba cái. Hôn được ba cái. Ba cái ở ba chỗ khác nhau, chỗ nào tùy em xin. Thẳng tiến tới, trước tiên mời bạn gái đứng dậy. Rồi, đẹp đôi lắm rồi đó. Nói gì nói đi. Cho anh xin hôn ở tay. Trời, hôn hay hửi vậy trời, hôn lâu lâu chút coi. 10 giây, hôn lại. Có mùi vị gì không? Mùi gì? Mùi nước qua. Rồi, mới có một cái, tiếp tục. Không đầu nữa chứ. Không tay anh phải. Cái đầu mà không nhiều quá. Hai cái lời quá, tham gia chương trình biết được gì chưa, thấy lời quá. Cái thứ ba. Hy vọng em muốn hôn cái đầu. Em cho thì anh hôn. Hôn chán. Hôn chán. Dễ thương quá, tuyệt vời. Rồi, về chỗ đi em. Cảm xúc sau ba nụ hôn thấy trong người như thế nào? Khỏe rất thiệt tình. Mình nãy giờ mệt lắm, giờ hôn là khỏe rồi đó hả? Lo khỏe. Trời ơi, em sau ba nụ hôn của anh em cảm nhận như thế nào? Hơi có chút rung động, đó là tín hiệu tốt rồi. Hết thời gian cho hai bạn. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, hai bạn hãy tự cảm nhận. Suy nghĩ xem mà nãy giờ chúng ta đã trò chuyện những gì, đối phương có thích hợp với mình hay không, mình có rung động xao xuyến gì hay không, đối tượng này nếu tìm hiểu có thể tiến tới hôn nhân được hay không. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Nếu bấm nút có nghĩa là bấm nút để hẹn hò, bắt đầu một mối quan hệ trai gái để tìm hiểu. Đây không phải nút bấm tìm bạn nha, đây là nút bấm để yêu nhau. Suy nghĩ thật kỹ, nếu chúng ta sẵn sàng cho nhau cơ hội để tìm hiểu cái mối quan hệ này một cách nghiêm túc thì chúng ta hẳn bấm. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường sẽ đưa ra cái quyết định của mình. 1 2 3. Bấm sớm quá. Có bấm đúng không? Mà ta mới đếm 2 à. Là bấm rồi hà. Cái chuông này nó phải 3 bấm mới được nha. Rồi mời hai bạn qua đây đứng ạ. Rồi nắm tay nhau đi hai em. Một nụ hôn lên má, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lên trán. Tùy em. Rồi, chị Tường. Trình thôi ha. Đầu tiên xin mời anh giới thiệu họ tên, công việc, quê quán của mình ạ. Họ và tên của mình là Phạm Tấn Đồng. Nghề nghiệp của mình là bác sĩ.
Quê quán của mình là ở Quảng Nam. Mình đang làm ở đâu vậy bác? Mình đang công tác, hiện tại là mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng á. Mình là bên bác sĩ, là bên bên khoa nào ạ? Mình là hiện tại là bác sĩ đa khoa. Mình hiện tại là mình đang đi học cái lớp là bác sĩ chuyên khoa 1, là chuyên về ngành là chẩn đoán hình ảnh đó. Rồi vậy là ủa quê mình ở Quảng Nam là gia đình vào đây chưa hay là như thế nào ạ? Quê gốc là của tổ tiên của ông bà thôi, nhưng mà bố mẹ rồi mình rồi bản thân của mình là đều được sinh ra, được lớn lên là ở tại thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Rồi bác sĩ Đồng là sinh năm bao nhiêu ạ? Mình sinh năm 1993. Trời gì mà nói nhỏ rồi ghê vậy. Phải nói nhỏ chứ. Giấu tuổi hả? Giấu chứ. Rồi, nhưng mà bác sĩ Đồng là khoan cho cái này hỏi tế nhị tí, có nghĩa là tóc của mình á là nó có vấn đề gì mà mình để kiểu này hay không? Không, ý là mình hớt kiểu tóc thì cho nó mát thôi chứ đâu có cái vấn đề gì đâu. À vậy hả? Ừ. Rồi ok, không có thôi, tại mình thấy lạ hỏi vậy mà. Tại còn trẻ sao ta phải để máy móc đồ. Đâu. Mình tuổi thật của mình là đâu có, mình đâu phải mình nói vậy thôi chứ mà tuổi thật mình là 1986 á, mình cũng gần 40 tuổi rồi. Thì chứ sao nói cho anh chính mà. Bác sĩ cũng đùa. Bởi tôi nói cái mặt này thì 86 tinh hơn là 93. 1986 á, đúng rồi. Nãy nói tuổi của bạn gái hay gì ạ? Không, đâu có tới đâu. Người yêu cũ đâu, giờ mình chưa có vợ, mình mới đi tham gia chương trình chứ, ý là gọi là... Vậy thì đã từng quen bao nhiêu cô bạn gái rồi? Mình đã từng quen, nói chung là yêu đơn phương mà cũng gọi là nói chung gọi là coi như là không 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 có yêu á, thì cũng khoảng là 4 đến 5 mối tình thôi. Rồi 4 năm mối tình luôn, rồi sao mà chia tay vậy bác sĩ? Mình cái duyên, thứ nhất là cái duyên của mình nó với cái người đó là nó có duyên gặp, nhưng mà cái nợ sẽ không có đếm được với nhau, và cái tính cũng nhiều yếu tố lắm. Mình thì nói chung là không phải là mình nói là cái công việc nó chưa ổn định, nhưng mà hồi đó còn trẻ, hồi thời thanh niên á, thì ai thì cũng còn cái sự bồng bột, suy nghĩ cũng chưa có được chính đa gọi là đứng đắn cho lắm. Hồi đó là mình hồi nhỏ mình hay cái kiểu như là cứ nghĩ là cái việc là nghĩ tới việc chơi thôi, chứ không có nghĩ tới việc làm hay việc học này kia. Rồi. Nên bây giờ là rồi cũng đã thay đổi rồi, cũng đã thay đổi về về cái tính cách rồi, rồi cũng như là cái nghề nghiệp rồi, rồi hiện tại cũng như là cũng là tạm ổn thôi, chứ cũng gọi là chưa có ổn lắm. Mình làm bác sĩ đa khoa là mình có làm cho bệnh viện nào không ha, bác sĩ Đồng? Mình làm ở trung tâm kiểm soát bệnh tật á, nó thuộc hệ dự phòng của tỉnh Lâm Đồng á. CDC đúng không? CDC đúng rồi đó. Nhưng mà rồi, mình đi học về chẩn đoán hình ảnh rồi mình có về bệnh viện mình làm không, hay là mình vẫn làm ở đó? Vẫn làm CDC á, tại vì hiện tại là bên cái phòng khám của mình á, bên mình là nó chưa có bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh, mà hiện tại là đã có phòng có máy chụp X-quang hết rồi. Ok, điểm mạnh điểm yếu của bác sĩ Đồng nói gì bác sĩ Đồng? Bây giờ nói về bình thường rồi, giờ nói điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Chụp hình, chẩn đoán hình ảnh hả? Chắc chụp hình, chụp đoán hình ảnh với lại là không biết tán gái. Ủa, tưởng mấy cô mà vào chẩn đoán hình ảnh tôi thấy bắt lột đồ ra hết để chẩn đoán hình ảnh cơ mà. Không có, cái đó là tư thế, ví dụ như đi chụp chụp X-quang phổi hay là những cái bộ phận khác. Còn đa số ví dụ như chụp MRI này, chụp CT nè, vẫn có chụp cái toàn bộ cái cơ thể từ cái não bộ đến xuống dưới cái bàn chân của mình á. Thì khi mà cái phim MRI, phim CT á, thì nó sẽ dễ dàng, nói chung nó sẽ bộc lộ ra những cái đế, nhìn cái hình cái là mình coi như là mình biết là bệnh nhân là bị gì rồi. Còn cái trường hợp mà phim X-quang là rất là khó đó. Nếu mà đi chuyên ngành sâu á thì mới là mới mà giỏi á thì mới là coi chẩn đoán được, nhìn cái hình X-quang đó là chẩn đoán được coi thử là cái tình trạng là cái phim X-quang như nào. Còn mình sẽ đoán là mình sẽ là người đọc đọc kết quả từ những cái X-quang, còn những cái người thực hiện là những kỹ thuật viên
đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Người kỹ thuật viên gọi là cử nhân á, cử nhân với kỹ thuật viên là giống nhau á. Rồi. Ok. Rồi, còn điểm yếu của mình là gì? À quên, chưa nói xong điểm mạnh nữa. Điểm mạnh hả? Điểm mạnh là mình thứ nhất mình cũng thích đi thứ nhất là về mình cũng thích đi nghe nhạc nè, thích đi du lịch nè, thích đi phượt nè. Rồi về cũng có lâu lâu cũng có chơi một số lâu lâu cũng chơi chơi thể thao, và đặc biệt cái bộ môn mình yêu thích nhất là bộ môn bóng đá. Thôi ở Đà Lạt thì mà vẫn còn thích đi du lịch nữa hả? Thì vẫn phải đi đây đi đó cho nó phải biết chỗ này chỗ kia. Tôi mỗi lần đi du lịch thì tôi chỉ có điểm đến Đà Lạt là điểm đầu tiên thôi đó. Rồi về tình trường thì nãy nói sơ rồi, bây giờ mong muốn tìm kiếm mẫu người như thế nào vậy bác sĩ? Mình thì chủ yếu là sao, nói chung là một nửa còn lại thì mình thì sao cũng được, nhưng mà mình thì về cái quan không phải là quan trọng về cái nghề nghiệp gì, nhưng mà thực sự là những cái ngành nghề mà mình sẽ mình thấy coi như nó hay, nó có ý nghĩa trong cái hiện tại, trong cái cuộc sống này và tương lai. Thì một trong số cái ngành là thứ nhất là ngành về quân đội này, hai là ngành bác sĩ, thứ ba là ngành giáo viên, và thứ tư là ngành quản lý. Thì mình chỉ mong rằng là nếu mà chương trình mà tìm được cho mình người phụ nữ mà nằm trong bốn cái ngành nghề này thì là rất là ok. Còn về tính cách, về ngoại hình á, thì nói chung là mình phải khi mà phải làm quen với nhau thì từ từ sẽ hiểu được. Có chứ bọn mình thì mình không có yêu cầu về nhan sắc, về chiều cao, về cân nặng hoặc là về cái ngoại hình đó. Kiểu là bốn ngành nghề mà mình nói vừa rồi mình nói thôi á, để mà sau này mình còn có nhiều cái mình còn có sự ví dụ mà như nhóm ngành nghề về ấy thì sao, nhóm ngành nghề về quản lý là làm sao, là ví dụ như là công việc văn phòng nhưng mà làm chức quản lý quản lý nhà hàng, quản lý khách sạn rồi đó. Thì đi khách sạn nhiều mà, đi ra ngoài không gặp hả? Đúng rồi, nhưng mà ý là còn không thì ý là coi như thì mình cũng, nếu mà chương trình không tìm được cái ngành quản lý thì là ba ngành còn lại, quân đội, ngành y với là ngành giáo viên, ngành sư phạm. Còn về quê quán, về tuổi tác của bạn gái thì sao? Không quan trọng luôn, nói chung là về mình, nói chung là mình cũng mong rằng là quen những người là phụ nữ đã lớn tuổi thì nói chung về cuộc sống á, người ta sẽ hiểu về sâu hơn. Vì khi mà ví dụ như là khi mà chưa có lập gia đình người ta vẫn hiểu, rồi trong quá trình lập gia đình rồi đến lúc mà khi mà sinh con ra thì cái cách mà những người phụ nữ mà lớn tuổi đó thì người ta sẽ lớn hiểu được lớn cỡ nào, lớn hơn bác sĩ maximum mấy tuổi thì được, thì từ khoảng độ khoảng dưới 80, dưới tức là từ từ 80, từ khoảng 80 đến 85-86 vậy đó, khoảng đó. Trời ơi, là lớn hơn 6 tuổi vẫn chấp nhận hả? Bình thường. Đó. Ok. Ủa rồi khoan, trong trường hợp người đó ly hôn thì được không bác? Ly hôn nhưng mà người đó là chưa không có có không chưa có con á, tại vì nói chung là mình thì sao cũng được, nhưng mà về bố mẹ khía cạnh của mình á là phải là quen với người phụ nữ nào mà chưa từng lập gia đình. Có lớn tuổi cũng được nhưng mà phải chưa từng lập gia đình. Ví dụ có ly hôn nhưng mà gọi là chưa có con á. Chứ còn ly hôn mà có con thì đối với mình là mấy cái đó thì bây giờ thật sự là bây giờ mình nói là bây giờ mẹ đơn thân rất là nhiều. Ý là vậy. Nên là không có, khi mà phải tìm hiểu cho kỹ thì mới sẽ đưa ra cái quyết định của mình là đi đến cái luận là có cưới hay không á. Ok. Rồi mình có điểm gì mình không thích ở bạn gái không? Thứ nhất là mình không thích các cái một vài điểm như sau này. Cái thứ nhất là phụ nữ là xăm mình. Thứ hai là phụ nữ là về tứ đổ tường. Về nói chung là chỉ có ví dụ như ăn nhậu á, thì đối với mình cũng nay mình là cũng là một người mình cũng nhậu cũng này kia, nhưng mà mình không có cản vợ mình là ăn nhậu, nhưng mà nói chung là vợ mình là phải biết, là ví dụ như đi chơi với ai hay đi nhậu với ai là phải biết cái người đó như thế nào, phải tìm hiểu sâu.
hiểu không? Chứ còn là mình đặc biệt là mình thấy ví dụ như là xăm hình là một này, xăm hình là một này. Cái thứ hai là hút thuốc, thứ ba là cờ bạc. Đó. À, thực sự là ba cái điểm yếu đó, ba cái điểm đó thì thực sự đàn ông cũng có, nhưng mà nhiều khi mình nhìn người phụ nữ á, mình xin lỗi chứ không phải là gì. Đàn ông xăm mình đã thấy là khó chịu rồi, phụ nữ xăm mình nó đâm ra nó phiền gái lắm. Xăm nhỏ cũng không được luôn hả? Được có nhìn nó không có được có nhìn cái coi như là cái hình này xăm mình thấy thuốc như là mất cảm tình rồi. Nhưng mà đặc biệt xăm nhỏ cũng không được luôn. Là chương trình là tìm cho mình một người phụ nữ là chỉ cần nhìn có khuôn mặt phúc hậu thì tất cả mọi vấn đề thì sẽ và cái tính cách người đó sẽ ok. Thì đối với mình là cỡ nào mình cũng chấp nhận hết. Tức là bắt buộc là không có xăm mình, xăm nhỏ cũng không được luôn. Alo. Xăm nhỏ cũng không được luôn hả? Alo. Ủa sao kỳ vậy? Alo. Ủa sao mà nó sao mà dạ này bạn vừa có cuộc gọi điện thoại đến á, xong rồi nó bị ngắt cuộc gọi ấy mấy đứa. Alo. Mà sao mà không nghe gì vậy ta? Nghe nhưng mà nghe nhỏ lắm. Mà sao bên mình bên mình nghe cái âm lượng ở bên cái ekip của chương trình bạn muốn hẹn hò là thấy nó nhỏ lắm. Thôi bây giờ thế này nha, mình nghe chưa này, mình nghe rõ chưa? Phải kê sát vào tai mới nghe chứ còn để bình thường nói chuyện vậy không nghe gì hết. Ok. À, bây giờ thì cuộc phỏng vấn nó cũng xong rồi, tại vì mình cũng chia đủ các thông tin rồi. Nếu như mà có người phù hợp và có lịch ghi hình hợp lý thì chương trình sẽ biên tập liên hệ lại để làm nội dung với bạn ha. Ok. Rồi ok, cảm ơn bác sĩ Đồng nhiều ha. Rồi ok, xin chào, xin chúc toàn thể. Rồi chào anh nha, anh có nghe rõ không? Em nói không ạ? Dạ nghe. Rồi anh giới thiệu đôi nét về bản thân mình nha, họ tên, tuổi và công việc, quê quán của anh ha. Em thì Vũ Hoàng Đức, sinh 1969, làm công việc bảo vệ, gốc ở Sài Gòn luôn. Bảo vệ ở Sài Gòn, ở quận 7 anh ha? Dạ, quận 12. Dạ rồi, anh đang sống ở quận 12 luôn với gia đình hả? Dạ đúng rồi, ở với mẹ. Sống cùng mẹ, trước rồi anh đã từng kết hôn lần nào chưa? Dạ rồi chị. Rồi anh có mấy con rồi? Dạ hai đứa nhưng mà lớn rồi không ở chung. Hai con anh cũng hợp mình rồi ha? Dạ lớn rồi, ở chung, không có ở chung với em. Ở với mẹ hả? Dạ, ở với bên ngoại á. Dạ rồi anh kết hôn được bao lâu thì là anh ly hôn đúng không? Dạ đúng rồi, cũng lâu rồi đó. Ly hôn xong. Anh ly hôn được bao lâu rồi? 6 năm. Sao mình lại ly hôn anh ha? Thì nói chung có nhiều cái mâu thuẫn đó chị, trong cuộc sống đó. Cụ thể một vài cái đi anh ơi, nhiều thì mình có thể kể ra một vài cái đi ạ. Thì nói chung là họ ăn chơi quá rồi khuyên hoài họ không nghe đó, rồi mới ly hôn. Dạ. Nhà có nợ nần cờ bạc không anh? Dạ không. Nhà chỉ có tiêu pha thôi. Dạ đúng rồi. Rồi đi chơi đi bời. Dạ. Rồi có người khác không? Dạ có. Có người khác luôn hả? Dạ dạ dạ. Trời ơi. Là về và anh phát hiện ra hay là ai nói cho anh biết? 18 triệu rớt. Dạ phát hiện ra. Rớt. Dạ. Vì nói gì? Rồi anh có điểm mạnh điểm yếu gì anh ha? Rớt cả tấm rồi 2 triệu nữa. Nói chung là em thì nói chung sống là tình cảm không có gì hết á. Đóng cho 2 triệu nữa anh ấy sẽ đậu là thành 20. Đầu giáo đi. Dạ. Thôi điểm mạnh điểm yếu của anh thì như thế nào? Nói chung là không có nhậu, chỉ có cà phê thuốc lá thôi. Có hát hò gì văn nghệ gì không anh? Hát thì hát karaoke thì được. Dạ.
Anh hát tặng bọn em một đoạn bây giờ được không nè? Dạ không có thụ, tại vì karaoke thì ca được chứ mà ca không thì không có thụ. Không có nghêu ngao hả? Bình thường không có nghêu ngao gì hả? Dạ không. Điểm yếu của anh là gì? Anh có vũ phu không? Anh biết vợ anh như vậy thì hai vợ chồng anh có cãi lộn, anh có vũ phu không? Dạ không, chỉ có nói sơ thôi, một phiên không được thì thôi, để thời gian một tháng sau không được mới quyết định mới là ly hôn. Nhưng mà vậy thì anh có điểm yếu gì trong cuộc sống? Anh có nấu ăn được không? Có dọn dẹp nhà cửa không? Hay là anh có cưng chiều vợ anh không? Dạ có chứ, giặt giũ nấu nướng này kia làm được hết mà. Vậy mà vợ vẫn đi với người khác. Dạ đúng rồi, số phận nó vậy thôi, chịu thôi chứ biết sao giờ. Hay là không đáp ứng được yêu cầu của vợ, Vẫn người bình khác thường tốt đó hơn, người khác chăm chứ. hơn. Rồi thì bả khoái đi nhảy đầm, đi ba, đi sáng đêm, nói hoài không nghe. Rồi đành chịu thôi, sao giờ. Rồi, thế bây giờ là từ khi ly hôn thế này thì anh có tìm hiểu ai khác không? Dạ có tìm hiểu mà ngoài đời xã hội thấy phức tạp quá, thôi cảm thấy không có được vào đâu hết á, rồi mới nhờ chương trình đó chứ. Đấy, muốn tìm mẫu người như nào? Dạ nói chung thì cuộc sống thì hai người sống giản dị bình dân thôi, biết chia sẻ, biết tình cảm với nhau là được rồi, đừng vì Về vật ngoại chất hình quá đi anh, thôi. về ngoại hình, về tuổi tác. Em thì sinh năm 69 thì nhỏ hơn em chừng 1-2 tuổi thôi, được rồi. Rồi cũng cao trên 1m50 thôi, đơn giản thôi, sống chiếu là sống thật lòng tình cảm thôi chị ơi. Rồi thu nhập của anh bây giờ một tháng nó khoảng bao nhiêu? Tháng thì được 10 triệu. Là mình ở quận 12 là mình có nhà luôn rồi hả anh? Dạ không, ở chung với mẹ thôi. Tức là nhà đấy là nhà của hai mẹ con hả? Chứ không Không, phải nhà nhà thuê hả? nhà của mẹ với em trai thôi, mình lỡ ké. Vậy nếu như có vợ thì sao? Có vợ thì hai người tìm hiểu với nhau thì cuộc sống nó thực tế nó là vậy rồi. Ý là anh, tức là cái kế hoạch đấy mà có vợ thì ở đâu á? Ở trọ. Ở trọ. Rồi. Có điểm gì anh không thích ở người phụ nữ không? Ngoài cái chuyện mà chơi bời, ăn chơi giống như vợ cũ ra. Thì nói chung là phụ nữ thì mình sợ nhất là cờ bạc nhậu nhẹt kia thôi. Rồi, ok anh. Thì Dạ rồi. đang đi làm á chứ, xin chạy về chút xíu để về nhà một chút á chứ, rồi lát đi tiếp mà. Mình làm bảo vệ là cho công ty hay là cho gì anh? Dạ công ty. Rồi, ok. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi anh Đức Ha, nên là có Dạ. người phù hợp thì chương trình sẽ làm nội dung với anh kỹ hơn nha. Dạ dạ cảm ơn Rồi, chị. rồi em cảm ơn anh, chào anh ạ. Dạ chào chị. Dạ. Mình giúp em đi ạ. Anh là anh Trần Văn Sơn ở thôn Thiện Châu, xã La Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Nói chậm lại giùm em nha anh. Anh là Trần Văn Sơn ở thôn Thiện Châu, xã La Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trần Văn Sơn, dạ, ở Thái Bình. Anh sinh năm mấy vậy anh? Anh sinh năm 82. Nếu như anh ở Thái Bình thì nếu như mà chương trình của tụi em ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì thì anh có vào Sài Gòn được không anh? Qua thành phố Hồ Chí Minh được không ạ? Anh vào được. Ok anh. Hiện tại là anh đang công việc của anh ngoài đó là cái như thế nào ạ? Anh làm công nhân thôi, anh làm bên thợ cơ khí, bên công nhân. Rồi là anh làm cho công ty hay là anh làm ở ngoài như thế nào? Anh làm xưởng xưởng nhà thôi. Là anh mở xưởng tại nhà hả? Anh làm bên anh bạn của anh. Rồi ok anh, thì lương thu nhập của mình là bao nhiêu một tháng anh, thu nhập á? Gọi anh trên chục triệu thôi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh là cái gì vậy anh Sơn? Như thế nào Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì ạ? em? Anh
anh điểm mạnh của anh thì chỉ là bên là thợ là công nhân thôi, còn anh làm công ty các thứ đó. Không, ý em hỏi những cái ưu điểm của anh á, ưu điểm của anh là gì, về tính cách, về sở trường của anh có gì anh kể cho em nghe đi nè. À, ưu điểm của anh thì anh cũng là một người cũng bình thường, nên là cũng không không chung là không được vui tính lắm. Cái đó là ưu điểm của anh, cái đó là nhược điểm của anh chứ, còn ưu điểm là những cái thế mạnh của mình á anh. À, những thế mạnh của anh thì anh là anh thì chúng ta biết chơi thể thao, hát hò các kiểu là anh sử dụng. Rồi, biết chơi thể thao, hát hò đúng không? Rồi, rồi. Anh bên bóng chuyền ở bên rồi hát hò karaoke các thứ thì anh hát không hay lắm nên cũng không bạn nghe được. Dạ. Rồi về điểm yếu của mình. Điểm yếu của anh thì nói chung là về các bạn nữ thì mình hơi nói chung là không được mạnh dạn trước các bạn nữ đấy, là mình còn là hay e ngại nên là cái cuộc tình duyên của anh nó mới chậm trễ vậy đi bạn. Ừ. Rồi tình trường của anh từ đó giờ là anh đã quen ai chưa nè? Thời anh đi học học với đi lính về thì anh có quen, nhưng mà rồi nó cũng trời không xe duyên nên là không thành nữa. Anh quen bao lâu, lý do vì sao hai người không thành với nhau? Nó một số nó vì công việc nó đưa đẩy, nó không được gần gũi nhau nên là nó phải chia tay nhau thôi. Nói chung là do khoảng cách địa lý thôi đúng không? Và tới giờ là anh không quen ai luôn hay sao? Khoảng dăm 7 năm về đây thì anh không được không có tình duyên đâu. Rồi bây giờ thì ở ngoài đó không ai làm mai cho anh hay sao mà anh phải tìm đến chương trình, lý do vì sao anh tham gia đó? Không, bây giờ anh nhớ rồi, nó quá tuổi nên là các bạn nữ bây giờ là nó ít nên là mình không có không không còn ai để quen mấy nữa, thì mình muốn được gặp gỡ chương trình để có những các bạn nào nó cùng đồng tình với mình thì hay là chưa có duyên thì mình đến với nhau thôi, để mình đến với nhau. Dạ. Và bây giờ mẫu người của anh mong muốn là mẫu người như thế nào ạ? Về ngoại hình, tính cách, quê quán, nghề nghiệp, độ tuổi. Anh tìm mẫu người là cũng bình thường nữa, không cần phải là cao điểm lắm, nên là nói chung là mỗi người là mình biết chia sẻ cho nhau rồi đùm bọc nhau làm ăn thôi. Rồi bây giờ anh cho em biết về ngoại hình đi, cao thấp mập ốm, anh cao bao mét mấy? Anh cao 1m76, nặng 69 cân. Rồi, mẫu người thì ví dụ như bạn gái 1,5m trở lên ha. Rồi ví dụ như là sinh năm, độ tuổi thì anh muốn là khoảng bao nhiêu? Hoặc là ví dụ như ta ly dị được, ly dị thì ok không anh? Cũng được, nên là mình nếu mà đi dị rồi thì cũng được thôi, nhưng mà mình phải xem là nó có hợp với nhau không, để với nhau được không. À, anh ok thì ok. Rồi, độ tuổi thì sao nè anh ơi? Anh độ tuổi của anh bây giờ là nó vào là tầm tuổi 42 rồi đấy, chỉ các bạn từ 27 đến tầm hơn ba ngoài 30. Ví dụ như từ 82 thì ví dụ như những cái cô đó từ 82 đổ xuống được không anh? Được. Rồi anh còn yêu cầu gì nữa không ạ? Anh không, anh chỉ tìm ví đến dụ chương trình. Như anh yêu anh ở ngoài Bắc mà, để ví dụ như là cái cô đó là ở lân cận ngoài Bắc cùng anh hay là ở trong miền Nam được không hay như thế nào ạ?
À, nếu tìm được, được ở ngoài Bắc thì tốt, còn không thì ở trong miền Nam cũng được. Anh nói chung là cứ đến với nhau được, mà mình chia sẻ cho nhau, mình như ở trong miền Nam mà mình sang ngoài Bắc được thì là tốt. Ừ, rồi ok. Thì đây chỉ là buổi nói chuyện đầu tiên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Nếu như mà anh được lọt vào vòng 2 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc là có người phù hợp thì bên em sẽ liên hệ lại với anh ha. À. Rồi em chào anh ạ. À. Anh nhờ em cố gắng tìm giúp anh, cô nào mà chưa có chồng con để giúp đỡ anh chứ. Dạ cảm ơn anh. Dạ em chào anh. Có gì nên đặt anh.